Bánh mì, cái tên thân thương đã in sâu trong tâm trí của bao người con đất Việt, trở thành niềm tự hào của dân tộc và là một trong những đại diện cho tinh hoa ẩm thực Việt. Trong video hôm nay, hãy cùng khám phá những chiếc bánh mì độc đáo có 102 ở Việt Nam nhé! 1. Bánh mì khổng lồ. Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 9 từ bánh mì được từ điển Oxford ghi nhận và sự kiện Google Doodle tôn vinh bánh mì Việt ở 12 quốc gia trên thế giới, Bánh mì Sài Gòn thông qua tuần lễ Tôi yêu bánh mì Sài Gòn đã cho ra đời nhiều loại bánh mì độc đáo, trong đó phải kể đến chiếc bánh mì khổng lồ của tiệm bánh Hồng Hoa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đặng Hải Vân, chủ tiệm bánh cho biết ổ bánh mì khổng lồ có khối lượng hơn 1kg, chiều dài 70cm và ngang hơn 20cm. Vì là ổ bánh mì khổng lồ nên thời gian nướng cũng lâu hơn so với các ổ bình thường khác. Để bánh mì giòn, đặc ruột ông đã phải canh nhiệt độ và điều chỉnh suốt quá trình nướng. Ông còn chia sẻ thêm, hôm nay, đối với tôi và anh em giống như ngày của nghề, nên chúng tôi đã làm ổ bánh mì khối lượng to hơn, nhìn lạ hơn, cũng đẹp mắt hơn để ăn mừng. 2. Bánh mì siêu sạch trên xe container. Lò bánh mì siêu sạch đặt trên chiếc container lập kính là ý tưởng của ông Nguyễn Lộc Xuân, 52 tuổi. Đây là lò bánh mì đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh theo mô hình này, với chi phí đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Khách hàng có thể quan sát quá trình làm bánh mì thông qua lớp kính trong suốt. Nhân viên bán hàng sử dụng bộ đàm để liên lạc và vận chuyển bánh mì bằng hệ thống băng truyền tự động. Bình quân mỗi ngày, lò bán ra từ 750 đến 850 ổ. Đúng như cái tên bánh mì siêu sạch, những nguyên liệu mà lò sử dụng đều có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, quá trình chế biến sạch sẽ và khép kín. 3. Bánh mì Thanh Long. Loại bánh mì độc đáo này là tác phẩm của vua bánh mì Cao Siêu Lực, chủ tịch Hiệp hội Bánh mì Quốc tế khu vực Đông Nam Á. Trước tình trạng nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam, đặc biệt là thanh long bị ùn ứ, không xuất khẩu được do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, ông Lực đã cùng đội ngũ nhân viên nghiên cứu thử nghiệm công thức bánh mì thanh long ruột đỏ, tung ra thị trường để góp phần giải cứu cho bà con nông dân. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn to lớn trong việc chung tay giải cứu nông sản Việt giữa mùa dịch, những ổ bánh mì thanh long còn gây sốt bởi hương vị thơm ngon, độc lạ. Bánh có màu hồng tự nhiên, hương vị thoang thoảng mùi thanh long, vỏ bánh lẫn những hạt đen li ti đẹp mắt, thơ bánh dẻo và dai, thu hút sự ủng hộ của mọi người trong một thời gian dài. Theo bạn, Việt Nam còn những loại bánh mì độc đáo nào? Hãy comment bên dưới nha!